Huyện ủy Thạnh Hóa tổ chức lễ công bố quyết định công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Hóa quyết định điều động đồng chí Nguyễn Minh Trang, huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đến Ban Tổ chức Huyện ủy công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Giang Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đến Hội nông dân huyện công tác, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Hội nông dân huyện phân công. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng quyết định điều động đồng chí Trịnh Phi Sơn, chuyên viên Hội nông dân huyện đến Ủy ban nhân dân huyện nhận nhiệm vụ mới. Cũng tại buổi lễ đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều động ông Lê Giang Lý, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện đến Ban Tổ chức Huyện ủy nhận nhiệm vụ mới. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 năm 2024.